Xin chào tất cả các bác. Biết được tầm quan trọng của dây loa trong hệ thống âm thanh, thì ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác một mẫu dây loa cao cấp của bên em, cực kỳ cao cấp. Các bác thay cho những cái bộ dây loa như này nhé. Thì ở đây thì tại sao em lại nói như vậy? Thì là em đo ở trên máy tính, thì là ở đây ở cái màu hồng này, ở đây thì là đang là giải bát của cái đôi dây loa mà kém chất lượng. Đấy, khi mà chúng ta cho nhỏ thì nó sẽ không không phát hiện được, khi cho to lên thì nó sẽ cái giải bát thì nó sẽ chênh nhau khoảng rất là nhiều như này rồi đấy, và giải tép thì gần như là ngang nhau đấy. Nhưng mà đặc biệt là cái dây loa xịn này ở đường màu xanh đây, thì các bác có thể thấy là nó hay hơn hẳn ở cái tần số 418 đến 440, thì là cái tần số âm thanh nịnh tai nhất, thì cái dây loa đểu này đấy nó sẽ không tái tạo được. Nó còn cái dây loa này thì nó sẽ liên quan đến cả cái sợi sợi lõi ở bên trong, cái tính chất dẫn điện và chống nhiễu. Cái dây loa này là có chống nhiễu các bác nhé, nên là nó sẽ xử lý tốt hơn. Em cứ tính là 10% thì các bác nghe thì nó ở tai các bác tinh, thì các bác sẽ có thể phát hiện ra và nó an toàn hơn. An toàn hơn. 350.000 đồng một cặp dây loa như này. Các bác nhá, 350.000 đồng một cặp dây loa dài mỗi bên là 3 mét, tổng là 6 mét, và được tặng cho các bác là 4 rắc niu trích ở đây. Em lối sẵn cho các bác. Đấy, các bác độc mua ra các cái rắc niu trích này, 4 cái này đã là 200.000 đồng rồi. Đây là chỉ trong ngày hôm nay thôi. Các bác lưu ý, tất cả chỉ trong ngày hôm nay thì là mới có giá như vậy thôi. Số lượng khuyến mại cho các bác là duy nhất ngày hôm nay là giá là 350, còn không thì sẽ quay về giá là 500.000 đồng ở một cặp này. Thì các bác nhanh tay các bác nhé, thực sự nhanh tay thì còn, mà chậm là hôm sau là không còn đâu. Ok, xin chào tất cả các bác. Mỗi tháng thì em sẽ ra một chương trình khuyến mại, thì các bác đăng ký kênh và chia sẻ giúp em các bác nhé. Mỗi bên là 3 mét, tổng là 6 mét. Dây loa cao cấp, dây loa 1.5 ly. Các bác có đang có dùng cái này thì các bác thay thế nhé. Nó sẽ cải thiện được chất lượng âm thanh và nhìn nữa. Thứ nhất là sang xịn mịn, chuyên nghiệp hơn, và nó sẽ không bị chập cháy, sử dụng lâu dài các bác yên tâm. Ok, em chào các bác.